Rồi bây giờ mới hỏi tới bạn trai bên kia nè. Dạ. Rồi mẫu người bạn gái của bạn là gì? Mẫu người của em cũng đơn giản chị ơi. Chỉ cần là cao, chiều cao cũng 1m60 cho 1m60 thôi. Rồi thì mái tóc dài, chủ yếu mái tóc dài. Tại vì em rất ấn tượng mái tóc dài. Tóc ngắn được không? Tóc ngắn là ok chia tay. Ok chia tay. Ủa thật sao? Sao kỳ vậy? Ủa yêu bằng cái tâm hồn, yêu bằng tính tình chứ tại sao mà mái tóc ngắn là chia tay? Không, tại vì cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam á là đặt vô cái là mái tóc dài liền á, nên em rất thích là mái tóc dài. Anh ơi, vậy thì cho em xin phép một chút xíu. Nếu như vậy thì em nghĩ là nên thay đổi lại một chút. Tại vì em vừa mới xuống tóc cách đây có 2 hôm thôi ạ. À gì? Và thực sự là mái tóc em không dài. Là cái thứ nhất, và cái thứ hai em nghĩ là tiêu chuẩn đánh giá một người phụ nữ Việt Nam thì không phải dựa vào cái chuyện mà độ dài độ ngắn của mái tóc, mà quan trọng là dài ngắn của cái tư duy và cái cách mà mình xử sự trong đời sống với nhau thôi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay của anh. Nhưng mà theo anh đó là mái tóc dài rất có duyên đối với người phụ nữ. Vậy mái tóc ngắn không có duyên hả? Ờ, em đang tính hỏi câu đó. Không, tại vì cái dáng của người phụ nữ đó, lúc mà nhìn xa xa mái tóc dài thì rất là đẹp trước ha. Còn mái tóc ngắn thì không có độ đâu. Cái này hơi cục bộ phải không? Hơi cực thấy hoa đấy. Không, nhưng mà không sao đâu, rồi tóc sẽ mọc ra thôi. Rồi mình sẽ để dài. Ngoài cái chuyện mà sắp tóc ra, bạn cần người đó như thế nào? Về nếu mà về tính tình thì dịu dàng, đừng có nhõng nhẽo. Em không thích nhõng nhẽo. Sao vậy? Phụ nữ thì phải nhõng nhẽo một tí mới dễ thương, mới đáng yêu chứ bạn. Đúng rồi đó, chị nói nhõng nhẽo một tí thôi được, chứ đừng nhõng nhẽo quá. Nhẽo quá như thế nào là quá? Quá như hát cái lương anh ơi anh ơi em ơi. Phải điệu, con gái phải điệu. Con gái mà thô kịch như đàn ông mày lấy đâu. Phải điệu anh ơi. Vậy đó. Thế bạn có nhõng nhẽo không? Dạ không ạ. Nhìn bạn cũng có vẻ rất là mạnh mẽ. Mà em nghĩ thường phụ nữ mà mẫu bên ngoài mạnh mẽ thì chứng tỏ là họ chưa tìm được một chỗ dựa. Thôi, mình tóc ngắn ở vậy cho dai nó thèm chị. Xin mời bạn nữ. Chào bạn, bạn tên là gì? Em tên là Yến Như ạ. Yến Như, Như nó lớn lên tí xíu nha. Dạ. Như năm nay bao nhiêu tuổi? Em 25 ạ. 25, hiện giờ đang làm công việc gì? Em làm cho công ty truyền thông bên mảng bất động sản. Tưởng đâu làm bên thời trang chứ thấy fashion quá trời, model quá trời. Xin mời chàng trai. Chào bạn. Chào Vũ Linh. Mời bạn ngồi. Bạn có nghe bạn gái bên kia tên gì chưa? Như em không nhầm là tên Duyên. Ê, tên Như. Như, 25 tuổi. Dạ. Đang làm một công ty truyền thông. Dạ. Còn bạn tên là gì? Mình là Vinh. Nghề nghiệp là kỹ sư cơ khí. Bao nhiêu tuổi? Năm nay 30 tuổi. 30 tuổi. Bạn quê ở thành phố chứ ở đâu hay là dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ. Từ nhỏ luôn. Dạ. 30 tuổi rồi mà đến đây tôi cũng chưa có cảm nhận rằng bạn ấy mới phải đến đây, bởi vì con người cũng rất đẹp trai không? Nói chuyện lưu loát có duyên. Duyên của em là chưa tới nên không có được hợp nhau, không có thành. Vậy còn bạn bên đây thì bạn rất là modern, rất là thời trang, rất là xinh, da thì trắng như bông bưởi vậy. Mình nghĩ bạn cũng rất đào hoa chứ, tại sao phải cần đến chương trình để mai mối cho mình ha? Rồi thì nãy em cũng nói với anh Bùi Linh là cái duyên bên đây chị. Tôi hỏi bên đây, bên kia lanh quá. Bên đó bộ bên đó cũng trắng như bông bưởi luôn hả? Bên đây trắng như bông bụt. Lát chị nãy biết rồi. Có thể chia sẻ với mọi người. Cái lý do đầu tiên là em nghĩ chắc là do công việc của em. Trước đây em có một giai đoạn là em ở Buôn Ma Thuột, xong có một giai đoạn em lại quay trở về thành phố em làm việc lại. Vì thay đổi cái nơi ở như vậy á, nên là nó cũng ảnh hưởng nhiều tới cái chuyện là tìm hiểu. Dạ, công việc tập trung nhiều quá nên em cũng không có nhiều thời gian cho tìm hiểu về cái mạng tình cảm. Vậy bây giờ nếu như bắt đầu công việc hẹn hò thì bạn có sắp xếp thời gian để hẹn hò được không? Dạ được chứ chị. Tại vì em thấy thực ra 25-26 thì cũng nên suy nghĩ một chút xíu tới. Đúng rồi. Chuyện lâu dài. Mẫu người bạn trai mà bạn mong muốn là gì? Thực ra em không có một cái mẫu về ngoại hình cụ thể. Em chỉ cần là nói chung đừng xấu quá. Hơi có bụng một chút xíu càng tốt. Hơi có bụng á? Dạ. Có mẫu người lý tưởng nào không cho dễ hình dung không? Cái mẫu người mà nam giới mà em thích á, thì lại quá đẹp trai rồi. Adam Levine của nhóm Maroon 5. Trời, ít quá à. Dạ. Nên là trong đời sống em cảm thấy là nếu như mà mình cảm thấy có cái gì đó mà có duyên với nhau á, tự nhiên thấy mến mến thôi thì là có thể tìm hiểu được rồi, chứ không bắt buộc là phải ngoại hình là đẹp trai hay là như thế nào đó. Rồi bây giờ mới hỏi tới bạn trai bên kia nè. Dạ. Rồi mẫu người bạn gái của bạn là gì? Mẫu người của em cũng đơn giản chị ơi,
chỉ cần là cao, chiều cao cũng 1m60 thôi, 1m60 thôi. Rồi thì mái tóc dài, chủ yếu mái tóc dài. Tại vì em rất ánh được mái tóc dài. Tóc ngắn được không? Tóc ngắn là ok chia tay. Ủa sao kỳ vậy? Ủa? Yêu bằng cái tâm hồn, yêu bằng tính tình, chứ tại sao bằng mái tóc ngắn là chia tay? Không, tại vì cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam á là đặt vô cái là mái tóc dài liền á. Nên em rất thích là mái tóc dài. Anh ơi, vậy thì cho em xin phép một chút xíu. Nếu như vậy thì em nghĩ là nên thay đổi lại một chút. Tại vì em vừa mới xuống tóc cách đây có 2 hôm thôi ạ. À, gì? Và thực sự là mái tóc em không dài là cái thứ nhất, và cái thứ hai em nghĩ là tiêu chuẩn đánh giá một người phụ nữ Việt Nam thì không phải dựa vào cái chuyện mà độ dài độ ngắn của mái tóc, mà quan trọng là dài ngắn của cái tư duy và cái cách mà mình xử sự trong đời sống với nhau thôi. Nhưng mà theo anh đó là mái tóc dài rất có duyên đối với người phụ nữ. Vậy mái tóc ngắn không có duyên hả? Ờ, em đang tính hỏi câu đó. Không, tại vì cái dáng của người phụ nữ đó, lúc mà nhìn xa xa mái tóc dài này rất là đẹp trước ha. Còn mái tóc ngắn thì không có độ đâu. Cái này hơi cục bộ phải không? Hơi cực thấy hoa đấy. À. Không, nhưng mà không sao đâu, rồi tóc sẽ mọc ra thôi. Rồi mình sẽ để dài. Ngoài cái chuyện mà sắp tóc ra, bạn cần người đó như thế nào? Về nếu mà về tính tình thì dịu dàng, đừng có nhõng nhẽo. Em không thích nhõng nhẽo. Sao vậy, phụ nữ thì phải nhõng nhẽo một tí mới dễ thương, mới đáng yêu chứ bạn. Đúng rồi đó, chị nói nhõng nhẽo một tí thôi được, chứ đừng nhõng nhẽo quá. Nhẽo quá như thế nào là quá? Quá như hát cái lương anh ơi. Thế bạn có nhõng nhẽo không? Dạ không ạ. Nhìn bạn cũng có vẻ rất là mạnh mẽ. Mà em nghĩ thường phụ nữ mà mẫu bên ngoài mạnh mẽ thì chứng tỏ là họ chưa tìm được một chỗ dựa. Rồi cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai của mình? Quá ích kỷ và keo kiệt. Ích kỷ và keo kiệt. Với yếu tố thứ hai là nói nhiều quá, cũng không thích. Nói gì, bạn có nói nhiều không? Thực sự là có chị, nhưng mà em nghĩ là tùy hoàn cảnh thôi. Ví dụ như là ở bên cạnh những người thân quen và không khí nó là cần một bầu không khí thoải mái và thân thiện với nhau, thì cái chuyện mà mình nói nhiều hơn cũng khiến người ta cảm thấy là mình cởi mở. Thấy bạn cũng khó đó chứ đâu phải bạn trai bên kia khó đâu. Bạn mới ế thế giờ chị. Cặp đôi này mình nên hạ cái tiêu chuẩn mình xuống một tí đi. Đúng để rồi. Mình gần nhau hơn chứ ai cũng khó như vậy, làm sao mà gần nhau được. Thấy bên này cũng khó đó, đây không ít, hơi ích kỷ về mình á, cái gì cũng muốn bạn gái. Rồi còn mình sao? Bạn có thấy tật xấu của bạn không? Thì cái đó em cũng nhận ra cái khuyết điểm của em mà. Khuyết điểm của bạn có bao nhiêu khuyết điểm, bạn có thể tự kể ra? Thì hơi lạnh lùng. Lạnh lùng. Rồi gì nữa? Hay quên. Bây giờ kéo màn lên mình coi cái anh bên đó, ảnh ok đồng ý bạn cũng cái nhìn đầu tiên cũng được hết rồi. Nhưng bây giờ là thường phụ nữ thì không thích người ta áp đặt mình, chỉ thích làm theo cái gì mà mình cảm nhận. Bây giờ bên đó yêu cầu đầu tiên, em muốn anh hẹn hò với em, anh em phải để đầu tóc dài lại, thì em có làm không? Dạ bình thường chị, tại vì cũng giống như kiểu bao nhiêu chị em khác cũng thích làm điệu, nên là lúc thì để tóc dài, lúc thì để tóc ngắn. Nghĩa là giờ mình mới xuống tóc xong, bây giờ bạn trai biểu để tóc dài nữa là sẽ để lại đúng không? Bình thường ạ. Bình thường rồi. Dạ. Được rồi, cảm ơn bạn. Chào chị. Trời ơi, mặt mày cũng dễ thương mà sao khó chịu vậy? Nói gì khó chịu? Khó chứ. Không, nếu mà chị nói khó thì em nói gì, nhìn chị ngoài đời đẹp hơn ở trong TV. À, cái đó thì chị cảm ơn em. Vậy em khó vậy? Khó chứ. Ủa em biết em khó gì? Khó, tại vì cái chuyện mà chị đẹp hơn là cái chứ ai cũng nói phải mình em. Chị cảm ơn em cho qua chị lịch sự thôi. Dạ em bị khó. À, và bây giờ vấn đề là mình tìm bạn gái á, mình hạ xuống một chút xíu. Dạ. Đôi bên nó dễ tới với nhau hơn chứ mình khó quá, căng thẳng quá nó thành một cái rào cản. Không có gì về bổ sung vô, có gì bổ sung sửa lại. Chứ bên đây thì rất là dễ thương, có điều tóc ngắn, nói trước. Thì tóc có thể mọc lại mà chị. Nhưng nếu không mọc thì sao? Sao không mọc là sao không mọc anh? Là họ để vậy đó, cứ người ta con cá tính là thích tóc ngắn sao? Người ta không muốn cắt, người ta không muốn để dài. Tóc ngắn rất dễ thương chứ bộ, em có biết bài hát của Mỹ Linh không? Quan điểm đó là nó kỳ cục lắm, nó cục bộ. Quan điểm thì đúng là hơi cục bộ đó. Con người ta tốt hết trơn, giờ chỉ cái đầu tóc ngắn không chịu. À, rồi ok ok. À, em lập trường không vững cũng không được luôn. Không được em ơi, lập trường không vững không có được. Rồi, nhìn con gái bên kia. Trời, tóc ngắn đẹp chứ bộ. Nghĩ sao tóc dài đâu có hợp tóc... Thấy style không? Cái style này hiện đại, cái style này nhanh nhẹn. Làm truyền thông mà, đó. Vấn đề nói hơi nhỏ thôi. Dạ. Ha. Làm truyền thông rất là lanh lợi và rất là thông minh mới làm truyền thông được. Vâng. Em ha. Rồi chúc mừng em nha, chàng trai bên đây đẹp trai lắm. Chỉ có điều tiếc là không thích tóc ngắn thôi. Dễ thương lắm, bạn sẽ xóa được cái quan điểm là tóc ngắn. Bạn gái bên này á là mình nói gì cũng không có quan trọng bằng cái ánh nhìn đầu tiên. Bây giờ xin phép màn kéo lên để cho hai bạn nhìn nhau. Hai phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Chào em ạ. Em bạn không nói gì chơi tự nhiên vừa theo em cái đứa. Có nói. Giờ là ngồi xuống á. Ủa tóc em đâu ngắn đâu, tới vai được mà.
ngắn là gì đấy, ngắn là tên. Không, phụ nữ vốn bướng bỉnh mà anh, nên là đôi khi phải làm ra những tình huống nó hơi chéo ngoe một chút xíu. Em thấy anh cũng hơi cứng đầu chứ cũng hợp em. Sao bạn có ấn tượng như người phụ nữ tóc ngắn không? Thì nhìn em cũng xinh đó. Xinh quá đi chứ. Nhưng xinh không phải là vấn đề anh. Đúng rồi, nhưng mà anh chưa nói xong mà. Xinh là một phần thôi. Nhưng mà xinh là xinh mà vẻ bên ngoài. Xong rồi cả lẫn như tốt, cũng như đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong. Thì đó là một hoàn thiện. Em nói thật là về cái khó tính á. Nếu như mà anh mới gặp em ban đầu, anh cảm thấy là anh có thể thay đổi không? Thay đổi không? Ừ. Nếu mà bây giờ anh ví dụ anh... như em có thể là để tóc dài vì anh chẳng hạn. Rồi ok, anh... nếu mà anh nói anh thay đổi liền á thì anh nó xạo. Là cái gì cũng phải từ từ. Ừ. Có nghĩa là cái này hơi giống kiểu là kéo dài thời gian. Hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận và quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Sao hết thời gian rồi mới bấm? Có vẻ bạn hơi bối rối đúng không? Dạ, bối rối à. Bạn có buồn gì khi bạn nữ không bấm chuông hẹn hò? Dạ không đó. Thì cái duyên, anh đã em nói cái duyên mà. Nhưng mà cái duyên của em mà ở đây thì tiếp tục. Cái duyên nó chưa tới đúng không? Cái duyên, đúng rồi, cái duyên chưa tới, cái duyên. Tại sao bạn lại không bấm? Ừ. Vì ngay từ lúc đầu khi mà trao đổi em cũng cảm thấy là anh có nhiều cái nguyên tắc mà sẽ khó lòng thay đổi được ngay trong giai đoạn đầu tiên. Trước mắt hai bạn chưa có tìm được tiếng nói chung, chưa có sự đồng cảm mà cái nhìn đầu tiên. Nhưng không sao, biết đâu ở ngoài đời chúng ta sẽ là những người bạn. Dù sao cũng cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Bây giờ xin mời hai bạn chờ xong giây lát để chúng ta đến với vòng quay may mắn.